Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 180. Mắt Tần Cự Phong sáng rực nói, chủ võ quán, nếu võ quán chúng ta có thể đánh bại võ trường 2 giây, hoàng đế sẽ tự mình ban phát phần thưởng. Ngô Bình động lòng, còn có phần thưởng à? Tần Cự Phong, đương nhiên, 30 năm trước, giới tu chân của nước ta đã từng có một trận đại chiến với tu sĩ Phù Tăng, kết quả là tổn thất nặng nề. Kể từ đó, hai nước bắt đầu trở thành thù địch, mặc dù bây giờ đã hòa nhã hơn, nhưng từ quan chức đến người dân, hai bên vẫn còn giữ ý chí so đấu. Ngô Bình rất tò mò, 30 năm trước tu chân đại chiến sao? Nguyên nhân là gì? Tần Cự Phong, chủ võ quán, cậu cũng biết rằng thế giới này ngoài mặt là một nền văn minh công nghệ, nhưng tu hành giới mới là thế lực khống chế trật tự. Nước Phù Tang luôn có tham vọng với Hạ Quốc chúng ta. Cuộc xung đột lần đó chẳng qua chỉ là một lần thăm dò của Phù Tang. Cuộc thăm dò lần đó, Hạ Quốc vốn dĩ bị thua cuộc, nhưng vào thời khắc quan trọng lại có một cường giả xuất thế, một người một kiếm tàn sát 3.000 tu sĩ Phù Tang khiến người Phù Tang khóc lóc kêu cha gọi mẹ, rút khỏi Hạ Quốc trong vòng một ngày, từ đó không dám vào Hạ Quốc nửa bước. Ngô Bình trợn to mắt, giết chết 3.000 tu sĩ Phù Tang, mạnh thế à? Người này là ai, tu sĩ tiên giới sao? Tần Cự Phong lắc đầu, người đó không có lai lịch gì nhưng lại rất tài năng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi ông ấy đã mạnh mẽ vươn lên. Sau trận chiến Phù Tang, danh tiếng của ông ấy lan khắp thiên hạ, được một thế lực siêu cấp ở Linh Tiêu của tiên giới nhận làm đệ tử xuất sắc. Nghe nói bây giờ ông ấy là một người xuất sắc trong ở Linh Tiêu tiên giới. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, nói thế hình như tiên giới cũng không quản được các cuộc tranh đấu ở thế tục. Tần Cự Phong, dù sao thì đằng sau Phù Tang cũng có tiên giới Phù Tang, nếu ngay cả các thế lực của tiên giới cũng nhúng tay vào, tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát. Ngô Bình ăn một chút đồ rồi quay lại nơi đó tiếp tục tu luyện bí kỹ. Lần này cậu dung hợp 9 loại bí lực, lĩnh ngộ được một bí kỹ mạnh hơn tên là Tam Tuyệt Thần Kiếm. Các động tác của bí kỹ này khá đơn giản, toàn bộ sức lực đều dùng để rút kiếm, ra kiếm và thu kiếm, thế nên rút kiếm lợi hại, ra kiếm lợi hại. Thu kiếm cũng lợi hại. Lúc này, một khi Ngô Bình thi triển Tam Tuyệt Thần Kiếm, người ngoài không thể nhìn thấy được cậu xuất kiếm thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một tia kiếm quang nhàn nhạt lóe lên, 36 vết nứt màu đen xuất hiện ở trong không khí. Kiếm của cậu rất nhanh, nhanh đến nỗi có thể cắt xuyên không gian. Ngay sau đó, cậu lại tu luyện bí kỹ thứ 3. Bí kỹ này có thể phát ra 12 loại bí lực. Tung ra một quyền có thể khiến 12 tầng sức mạnh lần lượt chấn động, mỗi một tầng cực kỳ manh, như trong núi có núi, trong tuyệt diệu còn có tuyệt diệu hơn, thế nên được cậu gọi là núi thập nhị trọng. Tu luyện thành công núi thập nhị trọng, còn chưa kịp thử nghiệm uy lực thì Tần Cự Phong lại bước vào nói, quán chủ, bên kia đã đến, lão quán chủ đang giằng co với chúng. Ngô Bình cười mỉa, đi thôi. Lúc này lão quán chủ Chu Kỳ Phu đang đứng ở sân diễn võ. Một người đàn ông 30 tuổi khoanh tay đứng ở phía đối diện, hai bên dương cung bạt kiếm, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Lúc này Ngô Bình nhanh chân bước đến nói, lão quán chủ, để tôi dạy dỗ cái tên ngông cuồng này. Lão quán chủ gật đầu rồi bước sang một bên, Ngô Bình nhìn người này hỏi, anh là Ken Kamiya. Người đàn ông mặc đồ võ sĩ Phù Tang, lạnh nhạt nói, đúng thế, nghe nói võ quán Liên Sơn các cậu có một vị quán chủ mới. Tôi đặc biệt đến đây để được chỉ bảo. Ngô Bình, anh muốn chỉ bảo, tôi có thể dạy anh muốn học gì, chỉ cần nói. Ken Kamiya sửng sốt một lúc, hắn chỉ là khách sáo thôi, không ngờ Ngô Bình lại nói như thật, sắc mặt hắn hơi khó coi, mấy lời nói rẻ tiền này quá mức nhàm chán. Nếu đúng thật là cao thủ thì chỉ cần đánh bại tôi bằng võ lực. Ngô Bình, anh vội cái gì, cái thứ rác rưởi như anh. Tôi chỉ cần một tay là có thể đánh được 10 người. Nghe nói anh giỏi nhất là thuật rút kiếm, tôi sẽ sử dụng Tam Tuyệt Thần Kiếm vừa tu luyện được để đánh bại anh. Ken Kamiya sầm mặt, cậu rất tự tin. Ngô Bình, đương nhiên rồi. Ken Kamiya cười nhạo, nếu cậu đã tự tin như thế thì chúng ta đánh cược, thế nào? Ngô Bình động lòng, anh muốn đánh cược cái gì? Ken Kamiya. Nếu cậu thua thì võ quán Liên Sơn phải đóng cửa 3 năm. Ngô Bình đồng ngay tức khắc được, nếu anh thua thì võ trường 2 giây đóng cửa 1 năm, đồng thời bồi thường cho võ quán Liên Sơn 100 tỷ tệ.
Ken Kamiya nhướng mày, được, bây giờ tôi và cậu viết thỏa thuận đi. Ngô Bình bảo người chuẩn bị giấy bút, hai bên lần lượt cử đại diện cho võ trường 2 giây và võ quán Liên Sơn ký vào bản thỏa thuận. Ký xong thỏa thuận, Ken Kamiya bật cười, cậu sẽ hối hận ngay thôi. Ngô Bình không nhiều lời với hắn nữa, nhận lấy thanh bảo kiếm từ trong tay Tần Cự Phong, lạnh nhạt nói, ra tay đi. Tay trái Ken Kamiya cầm võ kiếm, tay phải cầm thanh kiếm, từng bước đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình chỉ mặc nhiên đứng đó, khi hai người chỉ còn cách nhau hơn 3 bước chân, Ken Kamiya bỗng ra tay, chém một nhát hướng cổ Ngô Bình với tốc độ nhanh đến không thể tin được. Trong không khí thoang thoảng mùi khét, thanh kiếm của Ken Kamiya đột nhiên dừng lại giữa không trung, hắn đờ người đứng đó. Còn Ngô Bình như thể chưa từng động đậy, chẳng qua động tác đã thay đổi, tay phải đặt trên thanh kiếm, ánh mắt toát ra sát khí. Ken! Cánh tay Ken Kamiya đứt gãy, rơi xuống đất cùng với kiếm, máu bắn ra. Cùng lúc đó, tay trái và chân phải của Ken Kamiya cũng tách ra khỏi cơ thể, hắn thảm thiết gào lên, ngã xuống đất, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến đau đớn, cuối cùng là tuyệt vọng. Sau đó là những tiếng reo hò hoan hô, các đệ tử võ quán Liên Sơn đều vô cùng mừng rỡ. Phải biết là mấy năm nay võ quán Liên Sơn luôn bị đối phương chèn ép rất nhiều. Đệ tử hai bên gặp nhau ở ngoài thì đệ tử võ quán Liên Sơn thường phải nhường đường. Qua trận chiến hôm nay, e là người sau này phải tránh đường sẽ là người của võ trường 2 giây. Ngô Bình lạnh lùng nhìn Ken Kamiya, tôi không giết anh, từ nay về sau, võ trường 2 giây đóng cửa một năm, đồng thời bồi thường cho võ quán Liên Sơn 100 tỷ. Ken Kamiya nhanh chóng cầm máu, hắn căm thù nhìn Ngô Bình nói. Bọn tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận nhưng võ trường 2 giây sẽ không chịu thua như vậy. Ngô Bình, không sao cả, chúng ta có qua có lại, ngày mai tôi sẽ đến võ trường 2 giây để thách đấu với quán chủ các anh về bảo ông ta chuẩn bị đi. Đương nhiên, ông ta cũng có thể lựa chọn quay lại Phù Tang. Ken Kamiya cười nhạo, được thôi, đến lúc đó quán chủ bọn tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cường giả thật sự. Ngô Bình gọi Tần Cự Phong đến nói, Cự Phong, anh chịu trách nhiệm nhận 100 tỷ tệ đó. Tần Cự Phong lớn giọng nói, vâng. Ken Kamiya được người khác cõng đi rời khỏi võ quán Liên Sơn. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài, hôm đó có hàng trăm ngàn thành viên trực tuyến của võ trường 2 giây yêu cầu hoàn trả lại phí. Ngay khi đối phương rời đi, Trương Thần nói với Ngô Bình hiện có rất nhiều người mong muốn tham gia khóa đào tạo trực tuyến của võ quán Liên Sơn. Anh ta nghĩ có thể chọn ra một nhóm học viên chính thức thông qua đào tạo trực tuyến như võ trường 2 giây. Ngô Bình chấp nhận đề xuất của Trương Thần, nhưng việc dạy trực tuyến cần có một bộ sách giáo khoa thực hành đặc biệt, giáo trình này phải có nội dung sâu sắc, vừa đơn giản vừa dễ học, đồng thời còn có thể tạo nền tảng tốt cho việc thực hành sau này. 3 tiếng sau, trong tài khoản của võ quán có hơn 100 tỷ tệ. Điều này lại khiến Ngô Bình cảm thấy rất bất ngờ. Số tiền lớn như vậy mà võ trường 2 giây lại có thể nói đưa là đưa. Tần Cự Phong tiến lên trước nói, quán chủ, tôi nghe nói quán chủ của võ trường 2 giây Anzuka Hajime đã chuẩn bị xong, rất mong cậu nhanh chóng qua đó. Có vẻ võ trường 2 giây sẽ giành lại số tiền đã mất thông qua trận đấu mới. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chuyện này rất bình thường, dù sao bọn họ cũng không muốn võ trường đóng cửa một năm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó thì hỏi Tần Cự Phong, khi nào tôi qua thì thích hợp. Tần Cự Phong cười ha ha, nói chủ võ quán, Đông Vương biết chuyện này thì đã liên lạc với tôi, ông ấy hy vọng ngày mai có thể đến xem trận chiến, trợ uy giúp chủ quán. Ngô Bình, ồ, Đông Vương của các anh rất hứng thú với chuyện này. Tần Cự Phong, năm đó Đông Vương từng dẫn binh đại chiến với quân Phù Tang. Có mối thù thâm sâu với người Phù Tang. Ngô Bình, được. Buổi chiều, Ngô Bình nhận điện thoại của Hàn Băng Nghiên hỏi anh tối nay có về Trung Châu không để cùng cô ấy tham gia bữa tiệc tối các tinh anh giới thương nghiệp. Ngô Bình nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn đi kịp, nói với cô ấy sẽ đến đúng giờ. Thân là chủ quán, Ngô Bình cũng có tài xế riêng của mình, xe cũng là xe sang cao cấp, được thiết kế riêng, xe nặng tới 4 tấn, giá hơn 2 triệu. Tuy xe đắt nhưng khả năng bảo vệ thì rất mạnh, hơn nữa tăng tốc lên 100 cây số chỉ cần 2,5 giây.
Tài xế của Ngô Bình, năm nay 25 tuổi, là một học viên chính thức, da ngăm đen, vóc dáng không cao, trông khá thật thà, đi lính đã 3 năm, khả năng lái xe rất tốt. Lúc quay về, Ngô Bình dẫn theo Đào Thành. Từ Trung Châu đến tỉnh thành chưa đến 300 cây số vì cả hành trình không giới hạn tốc độ, nên chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến nội thành Trung Châu. Bố mẹ Ngô Bình đều không ở nhà, vì vậy cậu trực tiếp đến thẳng nhà Hàn Băng Nghiên. Hàn Chí Thành không có nhà, chỉ có Hàn Băng Nghiên ở nhà đợi cậu về. Hàn Băng Nghiên thoạt nhìn như có tâm sự nặng nề, thấy Ngô Bình đến, cô ấy vội nói, anh Bình, bố em mất tích rồi, không tìm được người. Ngô Bình nhíu mày, người đang yên lành sao lại mất tích? Cậu hỏi, gì đâu? Mẹ em dẫn người đi tìm rồi, em lo chết mất, Hàn Băng Nghiên mắt ngấn lệ nói. Ngô Bình, Băng Nghiên, đừng gấp, nói cho anh, mất liên lạc với chú bao lâu rồi? Hàn Băng Nghiên, 8 giờ rưỡi sáng, ba em đã ra ngoài rồi, nói đi gặp người bạn cũ. Tự ông ấy lái xe đi, cũng không dẫn theo tài xế. Sau đó thì mãi không liên lạc được với ông ấy. Mới đầu em không để ý, nghĩ là ba em chỉ là bận thôi. Nhưng nửa tiếng trước, điện thoại ba em lại gửi đến một tin nhắn. Nói rồi cô ấy lấy điện thoại ra, là một tấm ảnh, Hàn Chí Thành trong tấm ảnh ấy mặt đầy máu, ngồi trong cánh đồng cỏ dại, hai chân quỳ dưới đất, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Ngô Bình nhìn chằm chằm bức ảnh, nhìn kỹ rồi hỏi, ngoài ảnh ra thì còn thứ gì khác không? Hàn Băng Nghiên lắc đầu, không có, em gọi điện qua thì không ai nghe cả. Ngô Bình, báo cảnh sát chưa? Hàn Băng Nghiên, báo rồi. Nhưng cảnh sát cũng không có manh mối gì. Ngô Bình nói, đừng lo, anh đi tìm chú. Nói rồi, cậu bỗng bay lên không. Sau bí cảnh thì cậu có thể dùng bí lực bay lại trên không, tốc độ cực nhanh. Mỗi khi bay đến khu vực nào đó cậu sẽ mở thần niệm, dò tìm trong phạm vi mấy chục dặm tìm kiếm Hàn Chí Thành. Lúc này, dưới chân ngọn núi ở ngoại ô, Hàn Chí Thành đang bị nhốt trong một nhà kho thô sơ, khắp người ông ấy đều là máu. Cách đó không xa, mấy người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng châm thuốc nói chuyện. Một tên đàn ông đầu chọc, để râu lên tiếng, người này năm đó chính là đàn em thuộc hạ của tôi, bây giờ phát đạt rồi, trong nhà có đến mấy tỷ. Các anh em, bắt được ông ta rồi, sau này chúng ta không phải lo ăn uống gì cả. Hàn Chí Thành nhìn tên đầu chọc, hối hận không thôi. Lúc còn trẻ, ông ta và người này có quen biết nhau, tên Ba Nhĩ Đông. Ba Nhĩ Đông đánh nhau rất hung hăng, lúc trẻ Hàn Chí Thành rất khâm phục ông ta, cũng làm đàn em của ông ta. Sau này, Ba Nhĩ Đông và ông ta cùng làm ăn, kết quả hai người đều thua lỗ không ít tiền. Ba Nhĩ Đông không chịu được cực khổ, về sau bèn dứt khoát làm chuyện trái pháp luật, kết quả bị bắt, phán tù 17 năm. Sau này, lúc ông ta sắp ra tù thì lại đánh một người chung phòng bị thương, lại bị phán thêm rất nhiều năm. Đợi đến khi ông ta ra tù cũng đã 40 mấy tuổi. Ông ta tìm người nghe ngóng, biết được Hàn Chí Thành đã thành đại gia phú quý, vì vậy tìm một vài tên côn đồ quen biết trong tù, quyết định bắt cóc Hàn Chí Thành, kiếm một khoản tiền. Có tiền rồi, bọn họ có thể sống thoải mái. Anh Đông, chúng ta quen nhau mười mấy năm, anh không thể làm vậy với tôi. Hàn Chí Thành nói. Ba Nhĩ Đông nghe ông ấy nói vậy, tiến lên tát hai cái. Cười lạnh nói, trước đó cậu chính là chân chạy việc của tôi, vậy mà cũng có thể trở thành kẻ giàu rồi. Hừ, cậu dựa vào đâu mà có được những thứ này? Ông ta lấy điện thoại Hàn Chí Thành, bên trên có ảnh chụp chung với vợ con công ấy, nhìn thấy người vợ xinh đẹp với cả cô con gái trẻ trung xinh xắn của Hàn Chí Thành xinh đẹp. Ông ta bất giác liếm môi nói, đây là con gái và vợ cậu nhỉ, trông đẹp như vậy, ha ha, ông đây nhìn thôi cũng có hứng rồi. Lát nữa. Tôi sẽ nghĩ cách lừa bọn họ đến đây, hưởng thụ một lần. Ánh mắt Hàn Chí Thành bừng lửa giận, sau đó ông ấy lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, Ba Nhĩ Đông, năm đó đúng là tôi đi theo anh, nhưng khi đó tôi còn trẻ. Ba Nhĩ Đông nhíu mày, thế nào, cậu xem thường tôi. Hàn Chí Thành nhìn ông ta, Ba Nhĩ Đông, anh ở trong tù mười mấy năm, chắc hẳn cũng nghe nói đến người tu hành gì đó rồi chứ. Ba Nhĩ Đông, biết thì sao? Hàn Chí Thành, con rể tương lai của tôi, là một cao thủ bí cảnh. Bí cảnh là gì, chắc hẳn cũng biết rõ,
anh dám động vào tôi và người nhà tôi, con rể tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Ba Nhĩ Đông kinh ngạc, ông ta đảo mắt, nhếch miệng cười nói, vậy thì sao? Tôi lấy được tiền thì giết chết cậu, đến lúc đó chẳng ai biết được cậu chết thế nào. Lưới trời lồng lộng, Ba Nhĩ Đông, anh phải cân nhắc kỹ càng. Hàn Chí Thành nói từng câu từng chữ. Ba Nhĩ Đông có chút lo lắng, cao thủ bí cảnh có sức uy hiếp rất lớn đối với ông ta. Ông ta bèn đi qua thương lượng với đồng bọn. Nhưng ông ta vừa quay người thì cảm thấy sau lưng có làn gió khẽ thổi đến. Ông ta quay lại thì phát hiện bên cạnh Hàn Chí Thành xuất hiện thêm một chàng trai trẻ. Người đến chính là Ngô Bình, cậu vươn tay đỡ Hàn Chí Thành, hỏi chú Hàn, chú không sao chứ? Nhìn thấy Ngô Bình, Hàn Chí Thành thở dài nhẹ nhõm, nói chú không sao. Tiểu Bình, sao cháu biết chú bị nhốt ở đây? Ngô Bình, cháu tìm chú nửa tiếng đồng hồ, vừa nãy là dùng thần niệm tìm chú. Cậu Luyến nhìn Ba Nhĩ Đông sắc mặt tái nhợt, hỏi chú Thành, đây là ai, sao lại muốn đánh chú? Hàn Chí Thành cắn răng nói, người quen cũ trước kia của chú. Chú nghe nói ông ta ra tù, vốn muốn nể tình nghĩa lúc xưa mà giúp anh ta. Nào ngờ ông ta lòng dạ độc ác, muốn cướp tài sản chú, còn muốn động đến người nhà chú. Loại người này đúng là đáng chết. Tay Ba Nhĩ Đông vươn đến eo, rút ra một khẩu súng, hung ác nói, cậu đứng im, nếu không tôi bắn chết cậu. Ngô Bình nhìn khẩu súng trong tay ông ta, bình thản nói, thứ này vô dụng tôi, không tin ông có thể thử xem. Nói rồi, cậu vươn tay ra, bí lực chuyển hòa thành sợ chỉ, điều khiển Ba Nhĩ Đông, tay người này không thể tự kiểm soát, nhắm súng vào huyệt thái dương. Ba Nhĩ Đông sợ hãi, kêu lên, tha mạng, tôi sai rồi, tha cho tôi một mạng. Ngô Bình hỏi ông ta, sao ông lại nghe ngóng đến chỗ chú Hàn tôi, lần này là ý định của ông, hay là do người khác sai bảo? Trực giác cậu mách bảo chuyện này e rằng không đơn giản, vì vậy hỏi thêm một câu. Ba Nhĩ Đông vội nói, là Hàn Chí Cao nói cho tôi, ý tưởng cũng là anh ta nghĩ ra. Nghe thấy cái tên Hàn Chí Cao này, vẻ mặt Hàn Chí Thần lập tức trở nên khó coi, ông ấy nghiến răng nói, Hàn Chí Cao, tên xúc sinh. Ngô Bình tò mò hỏi, chú Hàn, Hàn Chí Cao là ai? Hàn Chí Thành thở dài một tiếng, nói, là em họ của chú. Năm đó, là chú một tay nuôi nấng cậu ta, nhưng cậu ta cứng cáp rồi thì lập tức tự mình lập môn hộ, đối đầu với chú. 7 năm trước nếu không phải do cậu ta phản bội thì công ty chú sớm đã lên sàn rồi. Ngô Bình, vậy tại sao gã lại phản bội chú Hàn? Hàn Chí Thành cười lạnh đáp, không thể thấy người khác tốt hơn mình thôi. Khi đó, gã vừa tốt nghiệp cao đẳng lại không tìm được việc. Chú đã tìm đến gã để gã giúp chú và trả lương rất cao. Sau đó, chú thấy gã làm tốt còn chia cổ phần công ty cho gã. Không ngờ, gã lại bắt tay với người ngoài ăn trộm công thức của công ty chú khiến sự cố gắng trong 7 năm của chú tan thành mây khói. Còn gã lại trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty ăn cắp công thức của chú. Về sau, gã lại thành công gầy dựng 2 công ty thương mại và giờ đã là tỷ phú có khối tài sản chục tỷ ở Trung Châu. Ngô Bình, nếu gã đã phát triển tốt vậy rồi thì sao lại phải hại chú Hàn nữa? Hàn Chí Thành cười khổ, chắc hẳn là có liên quan đến cháu đấy Tiểu Ngô. Ngô Bình ngẩn người, liên quan đến cháu ư? Hàn Chí Thành, sự xuất hiện của cháu khiến việc làm ăn của chú dần khá hơn, càng làm càng lớn, mọi thứ đều thuận lợi. Mà điều đó lại khiến cho Hàn Chí Cao cảm thấy bị đe dọa. Thế nên, gã đã nghĩ ra cách ác độc đó, muốn mượn đao giết người. Ngô Bình đi đến trước mặt Ba Nhĩ Đông vươn tay vỗ mấy cái lên người ông ta, sau đó cũng vỗ mấy người khác rồi nói, tôi đã dùng chút mánh khóe trên thân các người. Các người chỉ có thể sống 24 tiếng. Trong vòng 24 tiếng đó, các người phải tìm được Hàn Chí Cao và đưa gã đến đây. Đến lúc đó, nếu tôi không thấy Hàn Chí Cao thì các người cứ chờ chết đi. Anh nói xong bèn dẫn theo Hàn Chí Thành rời đi, lái một chiếc Việt dã bên ngoài nghênh ngang rời khỏi đây. Trên đường về, Hàn Chí Thành vẫn có chút không yên tâm, Tiểu Ngô, họ sẽ nghe lời cháu chứ. Ngô Bình, cơ thể họ sẽ ngày càng đau đớn, cuối cùng sống không bằng chết. Cuối cùng, họ sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cháu thôi. Sau đó anh lại hỏi, chú Hàn,
hồi đó đối phương đã trộm công thức gì thế? Hàn Chí Thành đáp, một công thức trà thảo mộc. Đó là chú mua từ một ông cụ có nhiều đời bán trà thảo mộc, hồi đó đã mất cả 1,5 triệu tệ đấy. Cháu đừng xem nhẹ 1,5 triệu tệ, lúc ấy nhà ở Trung Châu mới mấy chục ngàn tệ một căn, mà giờ đã mấy triệu. Theo giá đó tính thì 1,5 triệu tệ lúc đó cũng phải tương đương với vài trăm triệu của hiện giờ. Ngô Bình, dù gã ăn cắp công thức thì chẳng phải chú cũng có thể làm à? Hàn Chí Thành thở dài, vô dụng thôi. Gã đã xin làm đại lý duy nhất trong khu vực, cả Trung Châu chỉ mình gã có thể bán. Hơn nữa, gã còn xin độc quyền. Với lại, chú cũng không còn tiền để buôn bán trà thảo mộc nên cũng thôi. Công ty trộm công thức trà thảo mộc của chú có doanh thu hàng năm cả 20 tỷ, lợi nhuận dòng hơn 4 tỷ. Hàn Chí Thành nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt căm hận, mọi vinh quang vốn dĩ nên thuộc về ông ta. Ngô Bình an ủi, chú à, một cái công thức trà thảo mộc thôi. Chút nữa, cháu sẽ cho chú một công thức tốt hơn vừa hạ nhiệt lại có mùi vị ngon hơn đối phương. Hàn Chí Thành lắc đầu, giờ đây bản quyền kinh doanh trà thảo cực kỳ quý, hiện nay muốn nhảy vào thì giá thành rất cao. Ngô Bình, không sao, cháu nhờ bạn hỏi thử xem, cố gắng không tốn tiền. Hàn Chí Thành gật đầu, nếu không tốn tiền thì đúng là có thể làm. Lúc Ngô Bình đưa Hàn Chí Thành về nhà thì bà Hàn cũng đã về, người một nhà hết sức vui vẻ. Hàn Băng Nhiên ôm lấy Ngô Bình, anh Bình, cảm ơn anh, em biết ngay anh sẽ cứu được bố em về mà. Bà Hàn hỏi, Chí Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hàn Chí Thành kể sơ một lượt, bà Hàn cả giận nói, Hàn Chí Cao kia, để em đi tìm gã. Hàn Chí Thành vội vàng kéo bà lại bảo, em đừng nhúng tay vào, tiểu Ngô sẽ giải quyết. Ngô Bình, dì ơi, dì yên tâm, cháu sẽ không bỏ qua cho Hàn Chí Cao. Gã sẽ phải trả giá đắt. Bà Hàn thở phào, thực ra sao bà lại không hiểu cơ chứ, giờ Hàn Chí Cao đã không còn giống như lúc trước nữa, sở hữu khối tài sản vài chục tỷ, mối quan hệ rộng rãi, đã chẳng phải là người họ có thể chống lại được. Bà nói với Ngô Bình, tiểu Ngô này, chuyện hôm nay cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì hai mẹ con dì cũng chẳng biết làm sao nữa. Lại nói thêm mấy câu rồi Ngô Bình và Hàn Băng Nhiên bèn trở lại phòng đọc sách. Hàn Băng Nhiên, anh Bắc, mấy ngày nay anh không đi học, chủ nhiệm lớp còn hỏi em. Cũng may ngày nào anh cũng phải huấn luyện nên em bảo anh ra ngoài tập luyện, chủ nhiệm mới không nói gì. Ngô Bình cười, anh sẽ nhanh chóng đi học lại thôi. À đúng rồi, em nói bữa tiệc giới kinh doanh tối còn đi không thế? Hàn Băng Nhiên đáp, bố em bị đánh thành như vậy còn đi thế nào nữa? Ông ấy không đi thì chúng ta cũng không cần đi. Lúc này, Hàn Chí Thành gõ cửa tiến vào nói, Băng Nhiên, tiểu Ngô, tiệc tối nay bố không đi được, các con đi thay bố đi. Dù sao, bố nhận thiệp không đi cũng kỳ. Hàn Băng Nhiên đành phải nói, vâng, bố mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngô Bình cười nói, đi xem cũng không sao. Mục đích họ tổ chức tiệc tối này làm gì vậy? Hàn Băng Nhiên đáp, à, chính là trao đổi vài thông tin làm ăn, nhưng em cũng chưa đi bao giờ. Có điều, nghe bố nói có rất nhiều nhà kinh doanh dẫn theo con cái mình tham gia, cậu ấm cô Chiêu cũng sẽ làm một vài dự án buôn bán. Ngô Bình, vậy chúng ta đến dạo thử, lộ cái mặt rồi về. Sau đó, Ngô Bình bèn giúp Hàn Chí Thành trị thương. Đến 6 giờ chiều. Anh bèn cùng Hàn Băng Nhiên đến bữa tiệc tối kia. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn 5 sao ở Trung Châu, hoàn cảnh nơi này vô cùng sang trọng và đẹp đẽ. Đêm đó, nguyên một lầu của khách sạn đều được bao hết. Ngô Bình và Hàn Băng Nhiên cầm thiệp mời xuất hiện ở lầu 5. Sau khi ra khỏi thang máy, có hai nhân viên phục vụ kính cẩn nói, thưa cậu, thưa cô, mời đưa ra thiệp mời. Hàn Băng Nhiên đưa thiệp mời ra. Hai người kia mới nói, mời hai người vào trong. Băng qua một cái hành lang rồi tiến vào một đại sảnh rộng lớn, bên trong bầy đủ loại rượu và món ăn, có khoảng 7-80 người đang ở trong. Họ túm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, ai cũng vô cùng quen thuộc. Hai người đi vào đại sảnh thì có mấy người gần đó nhìn sang, nhưng có vẻ không biết Hàn Băng Nhiên nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi. Thương nhân coi trọng tiền tài nên chắc chắn sẽ có ấn tượng với những nhân vật quan trọng.
Nếu Hàn Băng Nghiên là con gái của ông lớn nào đó thì đương nhiên họ có thể lập tức nhận ra ngay rồi. Hàn Băng Nghiên bị nhiều người nhìn chằm chằm vẫn vô cùng bình tĩnh tự tin. Lúc này, một thanh niên khoảng 20, mặc một bộ tây trang màu xám chậm rãi bước tới cười nói, Băng Nghiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Băng Nghiên thấy người này thì ngẩn ra, sau đó bèn nhớ lại thân phận của anh ta, vội nói, anh Hồ. Không ngờ anh cũng đến. Cậu ấm họ Hồ này có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, cao 1m9, gương mặt có thể nói là anh Tuấn. Anh ta cười hỏi, ông Hàn không tới ư? Hàn Băng Nghiên đáp, cơ thể bố không được khỏe nên tôi đến thay. Anh Hồ gật đầu rồi nhìn về phía Ngô Bình cười hỏi, anh này là? Hàn Băng Nghiên đáp, anh Hồ, đây là bạn trai tôi, Ngô Bình. Anh Hồ cũng không nhận ra Ngô Bình, anh ta vươn tay cười chào hỏi, xin chào, tôi là Hồ Giật Chi. Nghe thấy cái tên Hồ Giật Chi này, Ngô Bình lập tức có ấn tượng ngay. Người này là con trai của vua cờ bạc Trung Châu, vua cờ bạc tên Hồ Quảng Lợi, là người duy nhất ở Trung Châu có giấy phép mở sòng bạc. Hơn 100 sòng bạc lớn nhỏ ở Trung Châu có đến 7-18 nơi là do Hồ Quảng Lợi mở, ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cứ là kinh doanh độc quyền thì đều sinh lợi mạnh, nhất là sòng bạc. Hồ Giật Chi cười nói, dạo này tôi nghe nói, Băng Nghiên có quen một người bạn trai rất lợi hại. Hôm nay gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Anh ta chỉ vào bàn bên cạnh nói, chúng ta ngồi bên kia chứ. Ba người đến bàn bên cạnh, cậu Hồ cười hỏi, anh Ngô, hôm nay tôi gặp được Nghiêm Lãnh Thạch ông Nghiêm. Ông Nghiêm hình như cũng biết anh Ngô, hơn nữa quan hệ cũng không hề tầm thường chút nào. Ngô Bình, chúng tôi là anh em kết nghĩa. Hồ Giật Chi chợt suy nghĩ, Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ võ thuật, đệ nhất cao thủ ở Trung Châu. Có thể trở thành bạn của ông ta. Xem ra người trước mặt này quả thực không đơn giản. Anh ta khẽ thở dài, nói, nhà họ Vương không biết đắc tội người nào, mà trong vòng một đêm đã ngã ngựa. Nhà họ Vương vừa ngã, ông Nghiêm đã trở thành người được lợi nhiều nhất. Anh Ngô, chuyện này anh có biết không? Ngô Bình biết đối phương đang muốn dẫn lời mình, cậu cười nói, tôi lại chưa từng nghe nói đến. Hồ Giật Chi khẽ cười, chuyển chủ đề, anh Ngô trẻ tuổi như vậy. Vẫn đang học sao? Ngô Bình, tôi vẫn đang học cấp 3. Hồ Giật Chi cười nói, đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh ta chỉ vào một sảnh nhỏ sát bên, nói chỗ tôi có đặt mấy cái bàn, có không ít người đang chơi bên trong, anh Ngô có muốn vào chơi vài ván không? Ngô Bình thấy bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu thì nói với Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, chúng ta chơi vài ván đi. Hàn Băng Nghiên cười nói, nhưng em không biết chơi. Ngô Bình, không sao, anh dạy em. Hồ Giật Chi cười nói, chúng ta cùng đi thôi. Sảnh chơi không lớn lắm, chỉ bày 3 bàn đánh bài, 5 máy đánh bạc với cả một máy quay roulette. Hàn Băng Nghiên đến trước máy quay roulette, tùy ý chọn một số, đặt cược 10.000 tệ. Tỷ lệ cược con số này là 35 ăn 1, nhưng tỷ lệ chọn chúng rất nhỏ. Ngô Bình nhìn quả bóng xoay tròn chạy trên đĩa, cậu âm thầm dùng thủ đoạn. Tốc độ quả bóng chưa thay đổi, cuối cùng dừng ngay bên trên con số kia. Hàn Băng Nghiên hoan hô, trúng rồi. Người quản trò lập tức chia ra 350.000 chip, Ngô Bình lấy 50.000 chip trong đó cười nói, tôi cũng chơi một ván. Lần này, Ngô Bình cũng cược một con số, đặt cược 50.000 chip. Bàn xoay chuyển động, thế mà lại dừng trên con số mà cậu cược, 50.000 biến thành 1.705.000. Hồ Giật Chi thấy vậy thì có chút kinh ngạc, phải biết rằng, tỷ lệ cược trúng một số là 1 trên 35, tỷ lệ trúng hai lần liên tiếp đại khái là chừng 1 trên 1.500. Chơi hai trận vòng quay roulette, Ngô Bình cũng không còn hứng thú, cậu đi đến trước máy đánh bạc, chơi thử một ván, tìm hiểu nguyên lý của máy đánh bạc. Bên trên màn hình có 3 hình ảnh, chuyển động tùy ý, nếu có thể xuất hiện các hình ảnh giống nhau thì có thể kiếm được tiền. Cậu và Hàn Băng Nghiên mỗi người một máy, tùy ý bỏ tiền lẻ vào, sau đó kéo cần gạt, hình ảnh trên máy đánh bạc bắt đầu chuyển động. Ngô Bình chơi 10 ván thì hiểu được đại khái nguyên lý của nó, cậu thông qua sức mạnh khống chế, dần dần có thể đạt được hiệu quả cậu mong muốn. Lúc này cậu kéo cần gạt, máy đánh bạc phát ra tiếng nhạc vui tai, trong một lượt cậu thu được tiền lãi siêu cao gấp 46 lần. Bỏ vào 500 tệ,
biến thành 23.000 tệ. Cậu cũng không còn hứng thú thắng tiền, chơi mấy ván rồi lại đến bàn đánh bài poker. Trên bàn này có một người đàn ông chừng 50 tuổi, nhìn thấy ông ta, vẻ mặt Hàn Băng Nghiên bỗng trở nên khó coi, thấp giọng nói với Ngô Bình, anh Bình, chính là ông ta. Ngô Bình hỏi, ai? Hàn Băng Nghiên, Hàn Chí Cao, cái tên đã bẫy bố của em. Vì thế Ngô Bình nhìn sang Hàn Chí Cao, người này có làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, sau lưng ông ta có hai bảo vệ đứng canh, rất có khí thế. Hồ Dật Chi cười nói, anh Ngô, anh cũng chơi một ván không? Ngô Bình nói, tôi không hiểu cách chơi lắm. Hồ Dật Chi nói, không sao, chỉ là chơi cho vui mà thôi. Trên bàn có 6 người, đúng lúc có một người rút lui, Ngô Bình lập tức ngồi xuống. Hàn Chí Cao liếc nhìn anh, lạnh nhạt nói, bạn trẻ, bàn này của chúng tôi cũng không chơi nhỏ, khởi đầu 1 triệu. Ngô Bình cười nói, không sao, tôi có thể chơi. Cậu nói với Hồ Dật Chi, cậu Hồ, có thể cho người đổi giúp tôi 30 triệu không? Nói rồi, cậu lấy ra một tấm chi phiếu. Hồ Dật Chi nhận chi phiếu, cười nói, không vấn đề. Không lâu sau, 30 triệu chip đã đặt trước mặt Ngô Bình, chất thành núi. Nhìn thấy Ngô Bình tuy nhỏ tuổi nhưng tài lực hùng hậu, lúc này Hàn Chí Cao cũng không nói gì thêm, ông ta chỉ bảo, vậy chúng ta bắt đầu đi. 6 người chơi xì tố 5 lá, đánh vào tâm lý và tài lực. Ngô Bình ngồi ở đây chính là muốn cho Hàn Chí Cao một bài học, vì vậy ván đầu tiên cậu cũng âm thầm dùng bí chú, khiến Hàn Chí Cao có ảo giác, nhìn bài của mình thành bài phá sảnh. Mà thực tế, bài của ông ta lại không lớn. Trái lại, bài của Ngô Bình không tệ chút nào. Sau khi cầm 4 lá bài, Ngô Bình đã bỏ ra 5 triệu, mấy người còn lại bị cậu quấy rối, cũng lần lượt bỏ bài. Trên bàn, chỉ còn lại Ngô Bình và Hàn Chí Cao. Ngô Bình lại đẩy 25 triệu chip còn lại ra rồi nói, cược hết. Hàn Chí Cao vừa thấy bài mình có khả năng là phá sảnh, bất giác tự tin gấp 100 lần, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó cũng đẩy ra hết chip trước mặt, nói, xem bài cậu. Hai bên cùng đưa bài của mình, Ngô Bình là sảnh, đối phương thì là một đôi, Ngô Bình lớn hơn. Nhìn thấy bài của mình, Hàn Chí Cao dụi mắt, thốt lên, không đúng. Bài không đúng. Ngô Bình cố ý khiêu khích ông ta, nói, tôi nói này, chơi không nổi thì đừng chơi, có gì không đúng sao? Hàn Chí Cao nhìn cậu chằm chằm, trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là do mình hoa mắt? Ngô Bình cất chip của mình, cười nói, vận may không tệ, ván đầu mà đã có sảnh rồi. Hàn Chí Cao là cao thủ chơi bài, ông ta không phục bèn nói, chơi thêm một ván. Ngô Bình ra vẻ vờ tha để tóm nói, tôi thấy trạng thái ông không tốt lắm. Hơn nữa trước mặt cũng không còn chip, hôm nay thôi đi, đổi ngày khác lại chơi tiếp. Thua mấy trăm triệu, sao Hàn Chí Cao chịu dừng lại được, ông ta vội nói, chip thì còn nhiều. Cậu bạn, có phải cậu sợ rồi không? Ngô Bình nhíu mày, sợ, tôi là sợ ông không có tiền chơi thôi. Hàn Chí Cao cười lớn, không có tiền chơi. Cậu hỏi cậu Hồ bên cạnh xem, tôi là người thế nào? Hồ Dật Chi cười nói, anh Ngô, vị này là người sáng lập trà thảo dược Đông Ba, ông chủ Hàn Chí Cao, là đại gia có cả chục tỷ. Ngô Bình ra vẻ như bất ngờ, vội vàng chắp tay, thì ra là ông chủ lớn, xin lỗi, tôi không hiểu biết nhiều. Hàn Chí Cao lạnh nhạt nói, cậu bạn nhỏ, không cần nói rông dài, mau bắt đầu đi. Ván thứ hai. Bài chia cho Ngô Bình vẫn khá tốt, cậu liếc nhìn bài phía sau rồi cười nói, ông chủ Hàn, tôi cược hết. Hàn Chí Cao liếc nhìn bài cậu, nhíu mày nói, bài của cậu lớn nhất là ba quân, vậy mà muốn cược hết, đúng là gan không nhỏ. Ngô Bình, thử vận may. Hàn Chí Cao cười lạnh, tôi cũng cược hết. Hai bên mở con bài chưa lật lên và đều là hai đôi, nhưng bài của Hàn Chí Cao lại cao hơn. Ông ta cười to nói, cậu bạn trẻ. Ngại quá, cậu thua rồi. Ván này Ngô Bình cố ý thua, sắc mặt cậu có hơi khó coi, đứng dậy nói, không chơi. Hàn Chí Cao lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nói, cậu bạn trẻ, không có tiền thì có chơi mà không dám chịu cũng bình thường thôi. Ngô Bình vỗ bàn, ông nói ai có chơi mà không dám chịu.
Hàn Chí Cao chỉ đống chip trước mặt nói, vậy ngồi xuống chơi tiếp đi. Ngô Bình cười khẩy, tôi nghe nói, ông tự xưng có khối tài sản chục tỷ. Kia chẳng đáng là gì, ông muốn chơi thật thì chúng ta chơi một ván lớn luôn. Hàn Chí Cao đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi, lớn. Cậu muốn chơi bao nhiêu? Ngô Bình hít sâu một hơi, gọi cho Nghiêm Lãnh Thạch bảo, ông Nghiêm, cho tôi mượn 10 tỷ, đúng vậy, giờ tôi cần dùng luôn. 10 tỷ là một con số tiền lớn, nhưng Nghiêm Lãnh Thạch vừa mới nuốt nhà họ Vương, trong tay nắm một khoản tiền mặt lớn. Đáng nói là ông ta thế mà thật sự trở về lấy 10 tỷ rồi cầm chi phiếu vội vàng chạy tới sòng bạc. Hàn Chí Cao nghe thấy Ngô Bình gọi điện vay tiền thì khinh bỉ, nhưng nghe thấy cậu nói muốn mượn 10 tỷ thì lại không khỏi ngây ra. Dù Hàn Chí Cao ông ta muốn vay 10 tỷ từ ngân hàng thì tỷ lệ thành công cũng không vượt qua 50%, Ngô Bình có thể mượn được ư. Nhưng điều khiến ông ta không thể tưởng tượng nổi là chưa đến 10 phút Nghiêm Lãnh Thạch đã cầm chi phiếu đến sòng bạc, đặt tấm séc trị giá 10 tỷ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình vỗ chi phiếu, cười hỏi Hàn Chí Cao, 10 tỷ, ông có không? Hàn Băng Nghiên nhỏ giọng nói, anh Bình, 10 tỷ nhiều quá, hay không chơi nữa? Ngô Bình đáp, sợ cái gì, tính tất cả gia tài ông ta mới được 10 tỷ, anh không tin ông ta dám lấy 10 tỷ ra chơi với mình. Vẻ mặt Hồ Giật Chi khẽ cong, cười hỏi, anh Ngô, 10 tỷ đúng là cả gia tài của ông ta. Mà anh cũng là vay từ nhà họ Nghiêm, theo tôi thì vẫn nên đừng xúc động thì hơn. Ngô Bình cười bảo, anh Hồ, ông ta nói tôi chơi không dám chịu. Giờ tôi lại muốn xem giữa chúng tôi ai mới là người không dám chơi. Trong lòng Hàn Chí Cao quả thật đang do dự, ông ta được cho là có khối tài sản 10 tỷ, nhưng 60% đều là cổ phần. Tiền mặt có thể huy động được thật chỉ có 2, 3 tỷ mà thôi. Ngô Bình như đoán được tâm sự của ông ta, nói, anh xem, ông ta căn bản không lấy ra được 10 tỷ. Gì mà đại gia chục tỷ chứ, chẳng có cái mẹ gì cả. Lúc này, Hàn Chí Cao nhìn về phía một người đàn ông trung niên. Gã vẫn chưa khiến cho người khác chú ý vì trông rất bình thường. Gã khẽ gật đầu rồi đi về phía Hàn Chí Cao. Trong lòng Hàn Chí Cao lập tức yên tâm, người đàn ông trung niên là cao thủ mà ông ta tốn số tiền lớn mới đến. Gã vẫn luôn quan sát Ngô Bình, với kinh nghiệm của mình thì gã không có phát hiện Ngô Bình gian lận. Chỉ cần đối phương không chơi xấu, vậy thì chắc chắn sẽ thua vì gã có thể lén lút giúp Hàn Chí Cao gian lận. Hàn Chí Cao cười ha ha nói, cậu bạn trẻ, cậu đã có dũng khí như vậy thì tôi sẽ chơi với cậu một ván. Ông ta quay sang nói với Hồ Giật Chi, cậu Hồ, tuy tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng cậu cũng biết trong tay đang nắm giữ cổ phiếu. Hay vậy đi, tôi gán toàn bộ cổ phiếu cho cậu. Sau khi thắng, tôi sẽ lập tức trả lại còn cho cậu 3% tiền lời. Cậu thấy sao? Hồ Giật Chi cười, đương nhiên là được. Có điều, theo quy tắc thì tài sản tài chính chỉ có thể thế chấp 60%. Hàn Chí Cao, không thành vấn đề. Cổ phiếu và trái phiếu trong tay tôi trị giá khoảng 8 tỷ rưỡi, gán hết cho cậu. Bên Hồ Giật Chi có nhân viên chuyên nghiệp làm thủ tục, Hàn Chí Cao chẳng mấy chốc đã vay được 5 tỷ mốt tiền mặt, cộng thêm 2 tỷ rưỡi tiền mặt của ông ta thì tổng cộng là 7 tỷ 6. Mắt thấy đối phương chuẩn bị xong, Ngô Bình nói, ông chủ Hàn, ông muốn chơi với tôi thật hả? Hàn Chí Cao, sao, cậu bạn trẻ sợ à? Ngô Bình cười lạnh, đùa gì vậy? Tôi mà sợ ông. Hôm nay, một là tôi muốn thắng hết tiền của ông, hai là thua hết 10 tỷ cho ông. Hai bên ngồi xuống, ván bài cược lớn như thế thì đương nhiên những người khác cũng không dám tham gia vào, chỉ có hai người họ chơi. Sau khi chia bài xong, con bài trên của Ngô Bình là lá ca, Hàn Chí Cao là lá số 9. Ngô Bình nói, 5 triệu. Hàn Chí Cao ngó con bài chưa lật của mình thì phát hiện cũng là lá số 9 bèn nói. Người trẻ tuổi đúng là dũng cảm, vừa mở đầu đã 5 triệu. Được, tôi theo. Vòng chia bài tiếp theo, Ngô Bình lại lấy được lá ca, mà Hàn Chí Cao vẫn là lá số 9. Cậu nói, lại cược thêm 10 triệu. Hàn Chí Cao cảm thấy người đàn ông trung niên đằng sau khẽ chạm hai cái lên lưng mình, đây là bảo ông ta tiếp tục. Vì vậy, Hàn Chí Cao không chút do dự theo thêm 10 triệu. Vòng chia bài thứ 3, Ngô Bình lấy được lá quy. Hàn Chí Cao lấy được lá A bèn cười, lá trước cậu thêm 10 triệu,
lần này tôi thêm 20 triệu vậy. Ngô Bình chần chờ vài giây rồi nói, tôi không tin con bài chưa lật của ông cũng là 9, theo. Chia đến lá thứ 5, Ngô Bình lấy được lá số 7, Hàn Chí Cao là lá số 4. Ngô Bình nói, tôi cá con bài chưa lật của ông không phải lá số 9, 5 tỷ. Trái tim Hàn Chí Cao bỗng đập mạnh, ông ta ra vẻ bình tĩnh nhưng thực ra giọng nói đã hơi run rẩy. Cậu bạn trẻ, cậu cũng không coi thử con bài chưa lật của mình à? Ngô Bình, số tôi luôn khá may mắn, tôi tin vào sự may mắn của mình. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt nhấn mạnh hai cái lên lưng Hàn Chí Cao, đây là một tín hiệu mạnh mẽ bảo ông ta theo. Được, tôi đây bèn liều mình bồi quân tử vậy. 5 tỷ, theo, ông ta nói xong bèn mở ra con bài chưa lật, lại là lá số 9. Ngô Bình khẽ cau mày, xem ra, chỉ khi con bài chưa lật của tôi là ca mới có cơ hội thắng ông. Không biết ông trời có giúp tôi hay không đây, cậu nói xong bèn lật bài lên, vậy mà lại là ca. Mọi người xung quanh đều hít ngược một hơi, không ngờ thật sự là lá ca. Sắc mặt Hàn Chí Cao xám ngoét, không thể nào, người sành nghề đằng sau sẽ không nhìn nhầm, ông ta lại không biết vẻ mặt của người đàn ông trung niên sau lưng mình cũng trắng bệch. Với ánh mắt siêu đẳng của gã, rõ ràng đoán được con bài chưa lật của Ngô Bình sẽ là lá số 3, nhưng sao cuối cùng lại thành lá ca. Ngô Bình nhìn chằm chằm Hàn Chí Cao nói, ông chủ Hàn, ngại quá, tôi thắng rồi. Sau đó, cậu đứng lên cười bảo, một vừa hai phải. Mấy tỷ còn lại kia của ông, tôi sẽ không lấy, lần khác chúng ta chơi tiếp vậy. 5 tỷ chính là toàn bộ số tiền đổi được từ tất cả cổ phiếu của ông ta, sao Hàn Chí Cao có thể cam lòng cho được. Ông ta cắn răng một cái nói, từ từ đã. Ngô Bình nhướng mày hỏi, sao, ông còn muốn chơi nữa à? Vẻ mặt Hàn Chí Cao hơi chần chờ, nhưng giây tiếp theo tâm lý của ông ta đã bị Ngô Bình thao túng, lớn tiếng nói, đương nhiên. Cậu bạn trẻ, cậu dám không? Lúc này, người đàn ông trung niên kia vội vàng chọc lên lưng ông ta bảo đừng xúc động. Thế nhưng, Hàn Chí Cao đã hoàn toàn mất hết lý trí, hoàn toàn không nghe gã. Ngô Bình nhún vai, không thành vấn đề. Tôi theo. Hai bên lại ngồi xuống, Ngô Bình là một cao thủ bí cảnh nên có vô số biện pháp thắng. Ván này, cậu trực tiếp lấy đi của đối phương 1 tỷ tư vô cùng dễ dàng. Hàn Chí Cao vẫn không từ bỏ, lại chơi thêm một ván. Lần này, ông ta thua hơn 2 tỷ mốt, thua sạch toàn bộ số tiền trên người. Hồ Dật Chi vẫn chưa khuyên bảo hay ngăn cản, chỉ mất 60% giá gốc mà lại lấy được 8 tỷ rưỡi cổ phiếu. Anh ta càng hy vọng Hàn Chí Cao thua, chỉ cần ông ta thua thì 30-40% còn lại kia sẽ là của mình. Hàn Chí Cao bỗng nhảy lên trên bàn, chỉ vào Ngô Bình quát, thằng chó chết. Mày chơi ăn gian, trả tiền thắng của tao lại cho tao. Không cần Ngô Bình lên tiếng, mấy cao thủ sau lưng Nghiêm Lãnh Thạch đã xông qua, đè Hàn Chí Cao xuống đất ngay lập tức. Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ số 1 Trung Châu, ra tay rất tàn độc, ông ta bước qua, lạnh lùng nói, chú ý lời nói, mặc dù ông đã bị thua tiền nhưng ông vẫn có không ít tài sản cố định, ông vẫn có thể sống cuộc sống sung túc. Có điều... Nếu như ông dám gây chuyện thì tôi đảm bảo sẽ cho ông và người nhà của ông chết rất thê thảm. Đấy là lời uy hiếp của cao thủ số 1 Trung Châu, Hàn Chí Cao liền xuống nước, ông ta bỗng khóc òa, nói với Ngô Bình, cậu bạn, có thể cho lại tôi một ít số tiền mà cậu đã thắng không? Ngô Bình kéo Hàn Băng Nghiên lại bên cạnh mình rồi hỏi, ông có quen biết cô ấy không? Hàn Chí Cao ngớ người, ông ta từng gặp Hàn Băng Nghiên mấy lần. Ông ta suy nghĩ rồi bỗng thốt lên, là con gái của Hàn Chí Thành. Ngô Bình, không sai. Tôi là bạn trai của Băng Nghiên. Số tiền này xem như là tôi giúp chú Hàn đòi lại công bằng. Hàn Chí Cao hét lớn, tôi chưa xong với cậu đâu. Ông ta vừa mới hét lên mấy tiếng thì đã bị người ta bịt miệng, kéo ra khỏi sòng bạc. Ngô Bình giao hết số tiền thắng cược cho Nghiêm Lãnh Thạch xử lý. Lúc này tiệc tối đã bắt đầu, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên khoác tay nhau cùng đến phòng đãi tiệc, tất cả mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt kính sợ. Người có thể ra lệnh cho Nghiêm Lãnh Thạch lại còn có thể nhẹ nhàng khiến cho Hàn Chí Cao đại gia của Trung Châu phá sản thì nhất định không phải là người bình thường. Lúc dạ tiệc diễn ra, có rất nhiều người đến nói chuyện với Ngô Bình, hy vọng có thể làm quen với cậu.
Hồ Dật Chi bưng ly rượu tiến lại, mỉm cười, nói, anh Ngô cao tay thật. Ngô Bình, quá khen, anh Hồ, mỗi năm sòng bạc của nhà anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hồ Dật Chi cười, nói, anh Ngô cũng có hứng thú sao? Ngô Bình, nếu như lợi nhuận cao thì tôi cũng muốn tham gia. Hồ Dật Chi, mỗi năm sòng bạc của nhà họ Hồ tôi thu được lợi nhuận 20 tỷ, có điều, một nửa trong số này phải nộp lên trên, nhà họ Hồ tôi chỉ có thể nhận được 4-5 tỷ thôi. Ngô Bình, phải chăng tiền ở tỉnh dễ kiếm hơn? Hồ Dật Chi cười mếu, tỉnh thành không phải nơi mà những thế lực nhỏ như chúng tôi có thể động đến. Theo như tôi được biết, tất cả các sòng bạc ở tỉnh mỗi năm đều có lợi nhuận hơn 60 tỷ, gấp 3 lần Trung Châu. Lúc này, có người đến nói nhỏ vài câu vào tai Hồ Dật Chi khiến anh ta trao nhẹ mày rồi nói với Ngô Bình, anh Ngô, tên Hàn Chí Cao đó cũng có chút quan hệ, ông ta tìm một người đến đòi lại công bằng, e rằng anh phải nể mặt ông ta. Ngô Bình trao mày, ai cơ? Hồ Dật Chi, Cát Lập, tên này là con ngoài giá thú, bố của hắn ta là một tu sĩ thần thông ở tiên giới. Vì vậy, người của cả Trung Châu đều phải nể mặt hắn ta vài phần. Ngô Bình cười khẩy, một thằng con riêng mà sao tự tin thế? Nếu như bố của hắn ta thật sự lo cho hắn ta thì đã không để con mình ở lại chỗ này rồi. Lập luận của Ngô Bình rất hợp lý, nhưng Hồ Dật Chi lại nói với vẻ bất lực, đúng vậy, nhưng dù gì thì bố đẻ của người ta cũng là cao thủ thần thông, đâu ai dám mạo hiểm đắc tội với hắn ta để bị cao thủ thần thông để mắt đến đâu. Lúc họ đang nói chuyện thì một người đàn ông tầm 20 tuổi bước đến. Anh ta đến trước mặt Hồ Dật Chi, cười, hỏi, anh Hồ, lúc nãy ai đã thắng Hàn Chí Cao thế? Ngô Bình bình thản đáp, là tôi. Người đó chính là Cát Lập, anh ta quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới rồi cười, nói, anh bạn, có thể nể mặt tôi trả lại một nửa số tiền đã thắng cược cho Hàn Chí Cao không? Ngô Bình, trả lại một nửa, chỉ vì câu nói của anh sao? Cát Lập sầm mặt, nói, vậy là anh không nể mặt tôi rồi. Ngô Bình, đối với tôi thể diện của anh không đáng tiền. Anh, Cát Lập giận đến tái mặt. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm rồi lạnh lùng nói, anh tưởng đâu có một ông bố cảnh giới thần thông là ngon lắm sao? Cậu nói xong thì giơ huy hiệu của mình ra. Cát Lập là người có kiến thức, nhìn thấy huy hiệu thì giật mình, thốt lên kinh ngạc, anh là. Ngô Bình cất huy hiệu vào, bình thản nói, ông bố đó của anh tên gì? Nói tôi nghe thử. Lúc về tôi nhờ sư tôn của tôi hỏi xem ông ta đã dạy dỗ con cái kiểu gì. Cát Lập hoảng sợ, thực ra anh ta đâu phải là con riêng của tu sĩ thần thông nào đâu, bố anh ta chỉ là quản sự bên cạnh tu sĩ thần thông, mặc dù có chút thực quyền nhưng cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Thân phận của ông ta đương nhiên không dám đắc tội với đệ tử tông lớn như Ngô Bình rồi. Cát Lập đảo mắt, cười ha ha rồi nói, cậu Ngô, lúc nãy tôi đùa thôi. Hàn Chí Cao thua là đáng đời. Ngô Bình hừ một tiếng, đùa hả? Tôi cho phép anh đùa với tôi chưa? Cát Lập nhột ý, cười hòa, nói cậu Ngô, lúc nãy tôi đã lỗ máng, nếu anh không vui thì cứ tát tôi một bạt tai cho hả giận. Cút, Ngô Bình trao mày. Được, tôi cút ngay đây. Cát Lập đó không nói thêm câu nào, quay đầu là bỏ chạy ngay. Hồ Dật Chi thấy Cát Lập có chỗ dựa lớn như thế mà cũng sợ tới bỏ chạy thì giật mình, anh ta lập tức suy ngẫm về thân phận của Ngô Bình. Lúc nãy anh ta vẫn chưa nhìn rõ huy hiệu đó, vì vậy vẫn chưa biết được lai lịch của Ngô Bình. Ngô Bình thấy càng ngày càng có nhiều người đến làm quen thì hơi mệt mỏi nên chào Hồ Dật Chi một tiếng rồi dắt Hàn Băng Nghiên rời khỏi khách sạn. Lúc hai người họ về đến nhà họ Hàn thì Hàn Chí Thành đang đợi họ. Sau khi được Ngô Bình điều trị, vết thương trên người ông ấy đã đỡ được một nửa. Băng Nghiên, Tiểu Ngô, dạ tiệc thế nào hả? Ông ấy cười, hỏi. Hàn Băng Nghiên vội nói, bố, anh Bình đã giúp bố chút được giận rồi. Sau đó cô ta kể lại chuyện Hàn Chí Cao thua bài. Gì cơ, gần chục tỷ hả? Hàn Chí Thành bất ngờ suýt xoa. Ngô Bình, chú Hàn, bây giờ Hàn Chí Cao không còn tiền thì chỉ là một con chó không nhà thôi. Ngày mai chú hãy dạy cho ông ta một bài học. Hàn Chí Thành gật đầu, ừ, con người này quá độc ác, chú không thể tha cho ông ta. Ngô Bình ngồi lại nhà họ Hàn một lúc rồi đến chỗ Nghiêm Lãnh Thạch.
Lúc này Nghiêm Lãnh Thạch đã chuyển toàn bộ tiền thắng cược của Ngô Bình vào mấy tài khoản của công ty. Ngô Bình phát hiện số lượng nhân viên nhà họ Hàn tăng lên rất nhiều, xem ra sau khi nuốt chửng địa bàn nhà họ Vương, ông ta không thể không tuyển thêm người. Cậu chủ, nhà họ Vương đã tiêu đời rồi, sau này địa bàn nhà họ Vương sẽ do tôi quản lý. Ngô Bình, nói vậy là bây giờ ông đã là người có quyền lực lớn nhất ở Trung Châu rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, tất cả đều là của cậu chủ, tôi chỉ dốc sức vì cậu thôi. Ngô Bình, ông Nghiêm, ông phải cho người giám sát phía công ty cho thuê, tôi không có thời gian để mắt đến. Nghiêm Lãnh Thạch, cậu chủ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong rồi. Mấy ngày này tôi có việc cần xử lý, nếu không có việc quan trọng thì ông không cần phải tìm tôi, tự quyết định là được rồi. Còn nữa, bên phía nhà họ Cổ, tôi đã đưa tiền cho họ rồi, ông có chuyện gì thì cứ liên hệ với Cổ Linh Đàm, ông ta sẽ toàn lực giúp đỡ ông. Mắt Nghiêm Lãnh Thạch sáng lên, ông ta nói, cậu chủ có được sự giúp đỡ của nhà họ Cổ thì chúng ta có thể đứng vững ở Trung Châu rồi. Ngô Bình bàn giao xong thì tìm chỗ yên tĩnh. Bắt đầu dùng kinh lăng thiên tu luyện bí kỹ. Cậu lĩnh hội được rất nhiều bí lực, nên đương nhiên cũng có thể tu luyện được rất nhiều bí kỹ, tối nay cậu phải luyện loại bí kỹ mạnh nhất. Cậu để 36 loại bí lực truyền khắp cơ thể rồi ngưng tụ thành một, tu luyện ra bí kỹ có uy lực cực mạnh, đả kích chí mạng. Lúc đả kích chí mạng được thi triển, cả người cậu giống như một tia sáng, phóng về phía kẻ địch bằng tốc độ cực nhanh theo quỹ đạo cong. Giây phút đánh trúng kẻ địch thì sẽ tạo ra đòn đánh chí mạng. Sáng sớm, lúc Ngô Bình luyện thành đả kích chí mạng thì có một tia sáng dài mấy trăm mét phóng lên trời cao. Lúc nó đáp đất thì uy lực cực mạnh liền khiến không khí nổ tung, tạo ra xoáy thuận bùng nổ, giữ chặt lấy mục tiêu. Đến lúc đáp đất thì xung quanh liền xuất hiện những tia lửa điện cực nhỏ với mật độ dày đặc, sau đó nổ vang như sấm. Ngô Bình luyện đả kích chí mạng vài lần rồi rời khỏi nhà họ Nghiêm. Bay về phía tỉnh. Trong các bí kỹ mà cậu luyện có một loại là thuật phi hành với tốc độ còn nhanh hơn cả máy bay, vì vậy chỉ mất mười mấy phút là cậu đã đến võ quán Liên Sơn. Hôm nay là ngày cậu hẹn đến võ trường 2 giây thách đấu. Chủ võ quán tiền nhiệm là Chu Kỳ Phu, Tần Cự Phong, Trương Thần đều đang đợi cậu. Chu Kỳ Phu, Ngô Bình, nhất định trận này võ trường 2 giây sẽ ra quân mạnh hơn, đến lúc đó cậu định sẽ đối phó thế nào? Ngô Bình nói, tùy họ ra điều kiện, tôi đều đồng ý hết. Chu Kỳ Phu, đây là chuyện lớn, cậu có nắm chắc phần thắng không? Ngô Bình, lão quán chủ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Tốt, mắt Chu Kỳ Phu sáng lên, ăn sáng trước đã, ăn xong thì chúng ta cùng đến võ trường 2 giây. 9 giờ đúng, tại võ trường 2 giây. Hôm nay có rất nhiều cao thủ phù tang đến võ trường 2 giây. Tất cả học viên tinh anh đều có mặt, họ đều đang đợi Ngô Bình đến. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng, vì trận chiến hôm nay liên quan đến sự sống còn của võ trường 2 giây. Nếu như họ thua thì có khả năng võ trường sẽ phải giải thể. Ở cửa võ trường có một người đàn ông rất phong độ đang đứng, sau lưng ông ta có mười mấy tùy tùng, Tần Cự Phong vừa thấy người đó thì liền tiến tới quỳ chào, chào vương gia. Người đó là Đông Vương. Rất có sức ảnh hưởng trong triều. Ngô Bình cũng tiến lên trước hành lễ, chào Đông Vương. Đông Vương có tướng giàu sang, ông ta cười nói, quán chủ Ngô, hôm nay tôi đến để ủng hộ cậu, hy vọng cậu giành được thắng lợi, đánh bại đám người phù tang ngông cuồng này. Ngô Bình, nhất định tôi sẽ không để vương gia thất vọng. Lúc Ngô Bình vào võ trường, một người đàn ông đầu chọc đang ngồi gập cẳng chân liền đứng dậy. Khom người, nói, Anzuka Hajime chào đón quán chủ Ngô. Ngô Bình quan sát hai bên, nói quán chủ Anzuka, trước đây người của các ông đến võ quán Liên Sơn làm loạn, hôm nay tôi đến võ trường 2 giây của các ông thách đấu với cao thủ, không biết vị nào sẽ ra ứng chiến đây. Một thanh niên phía sau Anzuka Hajime bước ra, hạ giọng nói, tôi đấu với anh. Ngô Bình nhìn người đó, cảm thấy tu vi của anh ta không kém. Nhưng cậu không có hứng thú đánh nhau với nhân vật phụ như anh ta, thế nên cậu hỏi anh có thể đại diện cho võ trường 2 giây không? Nếu không thì lui ra đi. Cậu vừa dứt lời thì mặt thanh niên đó liền đỏ bừng, đúng vậy, anh ta không dám đại diện cho võ trường 2 giây, dù gì thì trận chiến này cũng rất quan trọng. Anzuka Hajime cười,
tiến về trước một bước nói, hay là để tôi thử sức với quán chủ Ngô nhé. Ngô Bình, lần trước Ken Kamiya đánh cược với tôi, nếu ông ta thua thì tất cả võ trường 2 giây sẽ đóng cửa một năm. Hôm nay tôi đến thách đấu với các ông, chỉ bằng thêm chút phụ gia cho thú vị nhé. Anzuka Hajime, tôi cũng đang có ý đó, quán chủ Ngô, nếu như tôi thắng, chuyện đóng võ quán xem như bỏ, ngoài ra, võ quán Liên Sơn của các cậu buộc phải giải tán, còn quán chủ Ngô đây cũng phải gia nhập võ trường 2 giây của chúng tôi, làm một học viên phổ thông. Yêu cầu của đối phương rõ ràng là một sự sỉ nhục, nhưng Ngô Bình không hề lo lắng, cậu nói Anzuka Hajime, nếu như ông thua thì phải làm sao? Anzuka Hajime, nếu như tôi thua thì tất cả gia sản, học viên của võ trường 2 giây sẽ thuộc về võ quán Liên Sơn các cậu, thế nào hả? Ngô Bình nhìn sang Chu Kỳ Phu gật đầu. Được, vậy quyết định vậy đi. Sau đó, có người đem giấy bút ra, hai bên chính thức ký cam kết, bất kể ai thua cũng đều phải trả giá rất đắt. Hai bên ký cam kết xong thì ra giữa sân, khí tức trên người Anzuka Hajime bộc phát. Bốn lá bùa liền xuất hiện xung quanh ông ta, lá bùa nào cũng rất mạnh. Điều này chứng tỏ cảnh giới của ông ta đã là cảnh giới chân phù bí cảnh tầng 4 rồi. Chu Kỳ Phu tái mặt, nói, không ngờ ông lại là bí cảnh tầng 4, ông đã tu luyện từ lúc nào? Anzuka Hajime nói với vẻ mặt khá đắc ý, thời gian trước, tôi đặc biệt đến tiên giới Linh Tiêu tu luyện và nhận một vị sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, tôi đã đạt đến bí cảnh tầng 4. Ngưng tụ chân phù. Tần Cự Phong nói với vẻ mặt khó coi, con người ông thật nham hiểm, không ngờ ông vẫn luôn che giấu thực lực. Dùng binh không ngại chơi chiêu, Anzuka Hajime nói, sau đó nhìn sang Ngô Bình, quán chủ Ngô, cậu nhận thua đi, rõ ràng cảnh giới của cậu mới vừa bước vào bí cảnh, cách biệt quá xa với cảnh giới chân phù của tôi, đánh nhau với tôi thì cậu không có cơ hội thắng được đâu. Ngộ nhớ tôi không khống chế được sức mạnh. Đánh chết cậu thì người nhà cậu sẽ đau lòng lắm đó. Ngô Bình nói, vẻ mặt không cảm xúc, chỉ có đánh nhau thì mới biết được kết quả sẽ thế nào. Anzuka Hajime, ra tay đi. Anzuka Hajime trưởng tay ra phải từ phía xa, ba lá bùa xuất hiện và biến thành một luồng sát quang, phóng về phía Ngô Bình với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình đột ngột tiến về trước, ba lá bùa của đối phương không đánh trúng cậu. Nhưng cậu thì đã đến trước mặt Anzuka Hajime, chỉ cách tầm 1 mét. Anzuka Hajime bất ngờ, há miệng phun ra một làn khói đỏ mang theo lửa. Ngô Bình áp sát người xuống đất, hai tay chống đất và xoay tròn, chớp mắt đã đứng phía sau lưng Anzuka Hajime, đá một đá lên lưng ông ta. Cú đá có sức mạnh tương đương sức nặng của 12 ngọn núi, sức mạnh tấn công từ phía lưng, làm dập nát lục phủ ngũ tạng của ông ta. Anzuka Hajime còn rất nhiều tuyệt kỹ chưa kịp sử dụng, vừa mới chạm mặt đã bị đá đến trọng thương, ông ta hừng một tiếng khó chịu rồi nôn ra máu, trong máu toàn là những mảng nội tạng dập nát. Ngô Bình như bị một sợi dây kéo lấy, từ dưới mặt đất đứng dậy, cậu bước đến trước mặt Anzuka Hajime, thấy ông ta chỉ thở hơi ra mà không hít nổi hơi vào thì lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, đánh mới biết được. Cậu vừa dứt lời thì Anzuka Hajime cũng chút hơi thở cuối cùng. Không khí chìm vào yên lặng, sau đó người của võ quán Liên Sơn liền hò reo. Đông Vương ra sức vỗ tay, cười lớn, nói, hay, hay lắm. Sau đó, người của võ trường 2 giây đều ngoan ngoãn phối hợp, giao lại toàn bộ tài sản và danh sách thành viên lại cho võ quán Liên Sơn. Vì có quá nhiều việc nên phía võ quán Liên Sơn đã mời đội tài vụ và quản lý chuyên nghiệp đến giúp đỡ họ tiếp quản võ trường 2 giây. Hôm đó, võ trường 2 giây đã đưa tin trên trang mạng xã hội của mình, nội dung là võ trường 2 giây đã bị võ quán Liên Sơn mua lại, sau này tất cả học viên của võ trường đều có thể tiếp tục theo học, có điều hệ thống tu luyện sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Những học viên này vốn dĩ là người trong nước, họ kính phục cao thủ. Phần lớn trong số họ không bài xích chuyện này, mà ngược lại cảm thấy có thể học được võ thuật mạnh hơn là một chuyện tốt. Nhưng như vậy thì áp lực đều đổ hết lên đầu Ngô Bình. Trước đây võ quán Liên Sơn không dạy trực tuyến, bây giờ họ phải nghiên cứu ra phương pháp dễ học dễ hiểu, đồng thời lại có thể lựa chọn ra những hạt giống tốt trong quá trình dạy. Có điều, trước mắt vẫn chưa phải lúc để giải quyết những chuyện đó. Đông Vương tiến về trước, cười,
nói, quán chủ Ngô, tôi có chuyện này muốn bàn với cậu. Ngô Bình, mời Đông Vương nói. Đông Vương nói, cậu cũng biết tôi trấn thủ ở Đông Cương nhiều năm, thường xuyên chinh chiến với người của nước Phù Tang và nước Tiểu La, thiên hạ bây giờ có vẻ thái bình nhưng thật ra không lớn thì nhỏ, mỗi ngày đều có đánh nhau. Chỉ tính tướng sĩ dưới trướng tôi thôi thì năm ngoái đã có hơn 10.000 người hy sinh, bị thương hơn 30.000 người. Biểu hiện hôm nay của cậu khiến tôi vô cùng bái phục, nếu như cậu có thể gia nhập quân Trấn Đông thì với tiềm lực của cậu, nhất định sẽ có tiền đồ vô hạn. Ngô Bình không có trả lời ngay mà nói, vương gia, quân Trấn Đông thuộc sự quản lý của ông hả? Đông Vương cười đáp, quân Trấn Đông có 5 quân đoàn, quân đội của tôi chỉ là một trong số đó thôi. Thực ra, trước khi tôi được phong vương thì còn được gọi là 5 đại tướng, cùng 4 vị tướng khác. Mà chỉ huy của chúng tôi tên là Ngô Địch. Ngô Bình, Ngô Địch, cái tên khí phách ghê. Đông Vương khẽ thở dài nói, tiếc là, chỉ huy đã bị ám sát vào 3 năm trước, bị thương nặng không trị. Kể từ đó, 5 đại tướng chúng tôi đã mất đi người lãnh đạo nòng cốt, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Ngô Bình, bệ hạ không cử chỉ huy mới à? Đông Vương, từng cử 2 người. Nhưng dù là kinh nghiệm hay khả năng chỉ huy đều kém xa so với yêu cầu. Người đầu tiên 3 tháng đã bị rút về, người thứ 2 mới nhậm chức được 7 ngày đã chết trên chiến trường. Đương nhiên, quan trọng nhất là 5 đại tướng chúng tôi không phục. Ngô Bình, vương gia, e rằng chuyện ông bảo tôi tham gia vào quân Trấn Bắc không thích hợp cho lắm. Tôi vẫn đang học cấp 3, không có thời gian nhập ngũ. Đông Vương cười nói, vậy chẳng phải vừa hay luôn à? Cuối tháng sau cậu có thể đăng ký vào Học viện Quân sự Đại Hạ. Tôi sẽ sắp xếp chương trình học cho cậu nhanh hơn, tranh thủ 3 tháng là tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ có được bằng chuyên nghiệp nghiên cứu quân sự. Khi cậu tiến vào Học viện Quân sự là có thể đến quân đoàn của tôi, lập một số thành tích kiếm cái sĩ quan cấp tá. Đợi cậu tốt nghiệp một cái là có thể làm sĩ quan cấp tướng. Ngô Bình hỏi, tốc độ thắng quân hàm như vậy có phải hơi quá nhanh không? Đông Vương, đây là tình huống bình thường. Nếu cậu mà lập nhiều công lớn, tôi đảm bảo chẳng mấy chốc cậu sẽ thăng lên làm sĩ quan cấp tướng, thậm chí có thể phong vương phong tướng giống tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vương gia này, hay là vậy đi, sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó tôi có thể vào phục vụ trong quân đội của ông, trải nghiệm thử cuộc sống trong quân doanh. Đông Vương vui vẻ nói, được, cậu có việc thì trực tiếp tìm Tần Cự Phong. Cậu ta biết liên lạc với tôi như thế nào? Sau khi đưa Đông Vương rời khỏi, Tần Cự Phong mặt đầy hâm mộ nói, quán chủ, đây là lần đầu tôi thấy Đông Vương mời người ngoài tham gia vào quân đoàn của mình đó. Xem ra, Đông Vương thật sự để ý cậu. Ngô Bình hỏi Tần Cự Phong, tôi hỏi anh, các anh đánh với người Phù Tang thế nào, có dùng súng và đại bác như trên TV không? Tần Cự Phong, quán chủ, những cao thủ như chúng tôi dù gì cũng là số ít. Đa số binh lính đều dùng vũ khí. Đương nhiên, bọn họ cũng trải qua một vài khóa huấn luyện, nhưng dù sao tư chất cũng chỉ nhiêu đó, không thể trở thành cao thủ thật được. Và lại, một số trận chiến quan trọng thì chúng tôi sẽ cử bộ đội đặc chủng ra chiến đấu với kẻ địch, thường thì thực lực của họ cũng không yếu. Nếu quán chủ tham gia vào quân Trấn Đông, chắc hẳn cũng sẽ bị phân đến đội đặc nhiệm đó. Ngô Bình gật đầu, chuyện này để nói sau đi. Trước mắt, chúng ta phải thuận lợi tiếp quản võ trường 2 giây đã. Cậu gọi Trương Thần đến bảo Tần Cự Phong giúp đỡ cậu ta tiếp quản sản nghiệp và nhân viên của võ trường 2 giây. Ngô Bình cũng không ở không, bắt đầu tự hỏi nên soạn giáo án như thế nào. Trong khi cậu đang suy nghĩ thì trong đầu dần hiện ra một lượng lớn tri thức về trụ cột võ học vừa dễ học lại dễ hiểu. Hơn nữa, trông thì đơn giản, nhưng nội dung lại ẩn giấu từng nấc thang, phải học theo từng bước một. Cuối cùng có thể đi được bao xa thì phải xem tư chất và sự cố gắng của mỗi người. Đương nhiên, tư chất vẫn quan trọng hơn sự cố gắng quyết định có tiến bộ hay không, còn tư chất lại quyết định mức độ tiến bộ. Vì thế, hôm đó Ngô Bình đã soạn xong giáo trình và cử người đi in thành sách rồi gửi bưu điện cho tất cả các học viên muốn theo học ở võ quán Liên Sơn. Ngô Bình bận nguyên ngày cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vừa mới tiếp nhận võ trường nên có rất nhiều chuyện cần làm. Chỉ riêng sản nghiệp đứng tên võ trường thôi đã nhiều đến nỗi khiến người ta giật mình. Ngoài các chi nhánh thì võ trường 2 giây còn đầu tư một lượng lớn tài sản cố định,
tài sản tài chính. Những sản nghiệp ấy cộng lại có giá trị hơn cả 120 tỷ. Đây là chưa tính võ trường 2 giây còn thua võ quán Liên Sơn 100 tỷ nữa. Đương nhiên, giá trị lớn nhất của võ trường là hơn triệu học viên online và mấy chục ngàn học viên offline. Hàng năm, những học viên đó đều có thể giúp võ quán Liên Sơn thu vào cả vài chục tỷ. Ngoài ra, trong những học viên của võ trường 2 giây cũng có khá nhiều con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu. Họ cũng là tài sản võ quán Liên Sơn. Ngô Bình bận suối 2 ngày cũng hơi phiền bèn giao mọi chuyện cho Trương Thần giải quyết. Mấy ngày nay, Cổ Thanh Liên có gọi cậu, mong cậu đến nhà họ Cổ chơi. Ngô Bình vẫn chưa thể thoát khỏi kiếp trước, cuối cùng chiều hôm nay, cậu lại đi vào nhà họ Cố. Trải qua chuyện lần trước, người nhà họ Cố đã hoàn toàn tôn thờ Ngô Bình, còn cực kỳ kính trọng cậu. Có điều, Ngô Bình lại chẳng muốn để ý đến họ mấy, chính là chán ở chung với Cổ Thanh Liên. Ngô Bình nhớ tới mối làm ăn ở Sòng Bạc mà Hồ Giật Chi nhắc tới bèn hỏi Cổ Thanh Liên, Thanh Liên, nhà nào có mối làm ăn sòng bạc lớn nhất ở tỉnh Giang Nam này? Cổ Thanh Liên, muốn nói ai lớn nhất thì phải kể đến nhà họ Không. Nhà họ Không chiếm ít nhất 40% các sòng bạc của cả Giang Nam. Đương nhiên, nhà họ Cổ tôi cũng có một ít, nhưng chỉ chiếm 1-2%, hoàn toàn không thể so sánh với họ. Ngô Bình không khỏi hâm mộ, 40% mối làm ăn của cả tỉnh Giang Nam thì một năm phải kiếm được biết bao nhiêu trời. Cổ Thanh Liên cười nói, hàng năm ít nhất cũng kiếm lời hơn 100 tỷ. Ngô Bình, lũng đoạn giới làm ăn đúng là kiếm được tiền. Cổ Thanh Liên, đúng vậy, tựa như cây thuốc lá, dược phẩm đều cần có giấy phép kinh doanh, không có mối quan hệ và ô dù là không thể nào làm lớn được. Cổ Thanh Liên hỏi, nhóc con, sao cậu bỗng dưng hỏi cái này, lẽ nào tính làm nghề này à? Ngô Bình, có suy nghĩ thôi. Đợi tôi tìm hiểu kỹ rồi lại nói với chị. Cậu nán lại nhà họ Cổ một ngày, hôm sau bèn về nhà. Giờ Ngô Bình bắt buộc phải về vì cuộc thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu. Cả cuộc thi sẽ diễn ra liên tục nửa tháng, đội Trung Châu của Ngô Bình sẽ đại diện cho toàn bộ các trường cấp 3 ở tỉnh Giang Nam tham gia cuộc thi cả nước. Với tài sản và địa vị của Ngô Bình bây giờ thì thực ra đã không cần phải tham gia trận đấu kiểu này. Xong. Cậu là linh hồn của toàn đội, nếu Ngô Bình không tham gia thì Trung Châu sẽ chẳng thể thắng được cúp vinh quang. Ngô Bình về đến nhà mới biết bố mẹ đã trở lại. Vốn dĩ, cậu còn hy vọng hai người chơi 1-2 tháng, ai ngờ họ lại về nhanh như vậy. Ngô Bình hỏi lý do thì Ngô Đại Hưng cười nói, Tiểu Bình, con sắp có trận thi đấu, chuyện quan trọng như vậy thì sao bố mẹ có thể vắng mặt được. Vì vậy, bố mẹ đã đặt vé máy bay quay về từ lâu rồi. Ngô Bình bất đắc dĩ, chỉ phải nói vâng, cũng may đã giải quyết xong chuyện nhà họ Vương, đúng là không còn gì phải lo lắng nữa. Trưa thứ hai, các thành viên trong đội và 5 giáo viên đi theo bèn xuất phát đến thành phố Tây Hải tham gia cuộc thi bóng rổ cao đẳng lần này. Hai vợ chồng Ngô Đại Hưng cũng đi cùng, giờ họ cũng không bận gì, công ty lại chẳng cần mình quản lý nên dứt khoát đi theo Ngô Bình. Thành phố Tây Hải là một thành phố lớn nhất phía Tây. Cũng là thành phố có nền kinh tế phát triển đứng thứ 3 cả nước, có hơn 30 triệu dân. 47 đội bóng đến từ các miền tổ quốc sẽ triển khai trận thi đấu tranh giành giải quán quân bóng rổ cao đẳng ở thành phố Tây Hải. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Tây Hải, mọi người bèn đi đến một khách sạn. Vừa cất hành lý xong, huấn luyện viên đã nhận được một cuộc gọi, Ngô Bình thính tai nên nghe được nội dung cuộc điện thoại. Huấn luyện viên Chu. Hoan nghênh mọi người đến thành phố Tây Hải. Thiếu bang chủ của chúng tôi muốn mời ông uống trà, không biết ông có thời gian không? Huấn luyện viên hỏi, mấy người là ai, sao lại biết tôi? Đối phương đáp, bang Hải Long, nghe bao giờ chưa? Nửa tiếng sau, thiếu bang chủ chúng tôi sẽ chờ ông ở quán trà đối diện khách sạn. Nếu ông không đến, tôi đảm bảo các ông sẽ không thể nào tham gia thi đấu vào ngày mai. Người của đối phương nói xong bèn cúp máy. Sắc mặt huấn luyện viên khá khó nhìn, cô ấy đã từng gặp tình huống tương tự vài năm trước nên biết loại chuyện này rất khó giải quyết. Ngô Bình đi tới hỏi, huấn luyện viên, em đi với cô. Huấn luyện viên do dự, em nghe thấy rồi sao? Ngô Bình gật đầu, nếu em đoán không sai thì đám người kia muốn thu lợi từ trận đấu bóng,
vì vậy muốn thông qua chúng ta khống chế tỷ số trận. Huấn luyện viên, cô biết chuyện này, cũng đã gặp phải trước kia rồi. Ngô Bình, huấn luyện viên, trước kia mọi người xử lý thế nào? Huấn luyện viên cười khổ, còn làm gì được nữa? Hợp tác với họ thôi, mấy tay đầu sỏ bản địa này thì chúng ta không thể chọc vào đâu em à. Ngô Bình nhíu mày, đám người này đúng là coi thường pháp luật. Huấn luyện viên, pháp luật là để người thường tuân thủ chứ họ không cần. Cô ấy nói với Ngô Bình, em phải thi đấu cho tốt, chuyện này cứ để thầy cô giải quyết. Ngô Bình, huấn luyện viên, em sẽ giải quyết chuyện này, hãy tin em. Huấn luyện viên thấy dáng vẻ Ngô Bình chân thành thì đành gật đầu, cũng được, chúng ta cùng đi. 15 phút sau, Ngô Bình và huấn luyện viên cùng một thầy giáo khác theo đội tới quán trà đối diện khách sạn. Họ vừa ngồi xuống thì một người đàn ông xăm hình rồng hổ, mặc áo caro, chân mang dép lê, trên người toát ra khí chất vô lại xuất hiện. Ngô Bình, các người muốn sao? Người đàn ông đánh giá Ngô Bình, danh con, cậu là ai? Huấn luyện viên lên tiếng, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất đội chúng tôi. Người đàn ông gật đầu, vậy cũng được, cậu có thể kiểm soát trận đấu nên sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tham gia vào việc này thôi. 5 phút trôi qua, một thanh niên đeo đầy khuyên trên lỗ tai, mặt trang điểm màu khói đi tới, người đàn ông xăm trổ vội nhường chỗ, nịnh nọt cười, thiếu bang chủ tới rồi ạ. Thiếu bang chủ kia mỉm cười, ngồi xuống rồi chớp mắt với huấn luyện viên Chu, để cô chờ lâu quá. Huấn luyện viên Chu nói, thiếu bang chủ tìm tôi có việc gì? Thiếu bang chủ châm một điếu thuốc, ngày mai các vị phải thi đấu, đầu tiên là vòng loại. Dựa theo tin tức chúng tôi tìm hiểu được thì thực lực trường các vị rất mạnh, có lẽ sẽ đánh bại đối thủ, tiến vào vòng đấu điểm thứ hai. Vòng đấu điểm thì ít nhất phải chơi với 20 trường, trong đó có vài trận tôi cần các vị phối hợp, mỗi lần hợp tác như thế thì sẽ trả một khoản phí trà nước cho mọi người. Ngô Bình, chúng tôi có thể thi đấu bình thường rồi giành quán quân, không có hứng thú với phí trà nước gì đó. Thiếu bang chủ nhíu mày, nhóc con này là ai? Người đàn ông xăm trổ, thiếu bang chủ, đây là thành viên quan trọng nhất đội. Thiếu bang chủ mỉm cười, thanh niên nên dễ kích động quá, có lẽ cậu nên bàn bạc với huấn luyện viên của mình một chút. Ngô Bình đứng lên, huấn luyện viên, chúng ta đi thôi. Ba người Ngô Bình rời đi, nụ cười của thiếu bang chủ cũng biến mất, hắn phất tay một cái, có bốn người đàn ông xúm lại, chặn đường mấy người Ngô Bình. Ngô Bình nhướng mày, anh muốn động tay động chân. Thiếu bang chủ nói, cậu em, cậu còn trẻ, không biết sự phức tạp của xã hội. Ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi thì sẽ đảm bảo cho sự an toàn của các cậu, còn kiếm được tiền nữa. Ngô Bình thở dài, xem ra không cho anh biết mùi một chút thì không được rồi. Sắc mặt thiếu bang chủ trầm xuống, dạy tụi nó một trận. Có người xông lên, Ngô Bình vung tay, hai người bay ra 10 thước. Nện mạnh vào tường, miệng hộc máu tươi. Thiếu bang chủ còn đang ngỡ ngàng, Ngô Bình đã túm tóc hắn, áp mặt xuống bàn, chỉ dựa vào thằng vô dụng như anh mà cũng dám chặn đường tôi. Thiếu bang chủ vừa rén vừa tức, hắn hét toáng lên, danh con, biết bố mày là ai không? Ngô Bình, không phải chỉ là thiếu bang chủ gì đó thôi sao? Nào, dẫn tôi tới chỗ bang Hải Long của mấy người đi. Huấn luyện viên vội nói, huấn luyện viên, đừng kích động. Ngô Bình thản nhiên, huấn luyện viên và thầy về trước đi, chuyện kế tiếp không liên quan tới mọi người. Nói xong cậu vỗ vào mặt thiếu bang chủ, đối phương tức giận nói, được, mày có ngon thì theo tao. Huấn luyện viên hết cách, chỉ đành về khách sạn với thầy giáo kia, còn Ngô Bình thì dẫn theo thiếu bang chủ ngồi vào một chiếc xe con, tới hang ổ của bang Hải Long khách sạn Hải Long. Khách sạn Hải Long là một khách sạn xây dựng theo hình thức trang viên, bề ngoài là khách sạn nhưng thực tế là hang ổ của bang Hải Long. Lúc này, bang chủ của bang Hải Long đang bàn bạc với đàn em, trong phòng khách có mười mấy người. Bất chợt, thiếu bang chủ bị người ta túm gáy kéo vào rồi vứt mạnh xuống đất, gục ngã. Thấy cảnh này, người đàn ông bặm trợn ngồi giữa đứng dậy, chỉ vào Ngô Bình hỏi, mày là ai? Người trông thô kệch. Ánh mắt hung ác này đúng là bang chủ bang Hải Long, Kiều Bách Niên. Kiều Bách Niên ngày xưa là một gã bốc vác,
nhờ vào nghĩa khí mà dần có tiếng trong giới khuân vác, sau đó ông ta gom số lượng lớn người bốc vác thuê lại thành lập bang Hải Long. Bang Hải Long phát triển tới hôm nay đã trở thành một trong những bang phái lớn nhất thành phố Tây Hải. Đương nhiên Kiều Bách Niên có được thành tựu đó cũng không thể không kể tới vị quý nhân đã giúp đỡ ông ta, cũng nhờ vào quý nhân kia mà các thế lực khác mới không dám dở mó tới bang hội này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát triển ngày càng lớn mạnh. Ngô Bình nhìn Kiều Bách Niên, vị thiếu bang chủ này quá ngạo mạn, dám gài hàng tôi. Tôi tới đây xem thử rốt cuộc bố hắn là ai. Kiều Bách Niên là kẻ lọc lõi trong giới giang hồ, ánh mắt tinh tường, thấy khí thế Ngô Bình bất phàm thì ôm quyền chào, cậu em, người này là con trai tôi, nếu nó làm gì mích lòng thì mong cậu cho tôi nhận lỗi thay. Thấy đối phương không hề cậy thế ức hiếp người, ấn tượng của Ngô Bình dành cho ông ta cũng không tệ, đội tuyển trường số 1 Trung Châu tới tham gia thi đấu, con trai ông uy hiếp chúng tôi phải dàn xếp tỷ số theo ý hắn, chúng tôi không đồng ý, thế là hắn muốn ra tay với chúng tôi. Còn có chuyện này sao? Sắc mặt Kiều Bách Niên u ám, ông ta bước tới trước mặt con trai, nhấc chân đạp mạnh, người bị đá hét thảm. Bố ơi con sai rồi, đừng đánh mà. Thằng mất dạy, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gây chuyện thị phi, mày coi lời tao như gió thoảng qua tai đó hả? Thiếu bang chủ, bố, con sai rồi. Ngô Bình cảm thấy thú vị, bang chủ Kiều này dạy con không khác gì người thường. Kiều Bách Niên lại ôm quyền chắp tay, cậu em, xin lỗi, thằng mất dạy này bị người lớn trong nhà chiều hư, hay gây rắc rối cho tôi lắm. Ngô Bình vốn định dạy cho bang chủ này một trận nhưng người ta khách sáo như thế, cơn giận của cậu cũng nguôi. Cậu thản nhiên, thôi bỏ đi, nói xong thì xoay người định đi. Cậu em, hãy dừng bước, Kiều Bách Niên gọi với lại. Ngô Bình nhướng mày, còn chuyện gì nữa? Kiều Bách Niên cười nói, cậu em đừng hiểu lầm, người tới là khách, tôi cũng không thể để cậu về tay không. Sau đó ông ta sai người đi lấy hộp quà, đây là một bộ đồ gốm sứ mà tôi cất giữ, tác phẩm của chuyên gia có tiếng, mong cậu nhận cho. Thấy người ta còn tặng quà, Ngô Bình cảm thán vị bang chủ này đúng là biết đối nhân xử thế, cậu cũng có chút thiện cảm rồi, vì thế cậu cũng tự nhiên nhận lấy rồi thuận miệng nói, bang chủ Kiều. Việc tu hành của ông có vấn đề nhớ cẩn thận nhé, sau đó cậu rời đi. Kiều Bách Niên nghe vậy lại biến sắc, vội đuổi theo Ngô Bình nhưng lại không nhìn thấy bóng ai nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.